Em xin mến chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cả kênh YouTube Cu Bờm TV. Đấy, thì hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể các bác một cái mẫu khoan pin mới bên em nhé. Mẫu này là mẫu Hitachi không chổi than. Con này là 48V các bác nhé. Đấy, sử dụng là pin 5 cell. Đấy. Máy sẽ gồm một thân máy này và hai cái pin. Đấy, hai viên pin cộng thêm với cả sạc adapter nhé. Đấy. Máy này là máy không chổi than nhé. Có hai cấp tốc độ này. Đây là để số 1 là tốc độ chậm này. Đặt về số 2 là tốc độ nhanh nhé. Đấy. Máy không chổi than. Đấy thì cái con máy này nó sẽ có là 25 cấp độ trượt các bác nhé. À 21 cấp độ trượt. Đấy, 21 cấp độ trượt. 21 cấp độ trượt tương ứng với cả là cái moment xoắn nó sẽ thích hợp với cả cái từng cấp độ đấy, mạnh khỏe đấy. Đấy. Khi mà chúng ta bắn vít tôn chẳng hạn. Đấy thì chúng ta nên để ở cái cấp độ là 21 này. Đấy, nó khỏe. Cực kỳ khỏe nhá. Đấy, thân vỏ máy được làm bằng nhựa cao cấp. Đấy, toàn bộ những cái phần này sẽ được bảo vệ bằng các cái cao su mềm nhé. Đấy, cầm rất thích, cầm rất sướng tay các bác nhé. Đấy, đây chúng ta xoay về chế độ khoan thường này. Đấy, đây là cái chế độ khoan thường. Đấy, đấy và đây là chế độ khoan là có trượt nhé. Đấy, bây giờ em sẽ test trực tiếp cái sản phẩm này cho các bác này, có đảo chiều nhé. Đấy, máy là máy không chổi than. Đấy, con này cực kỳ khỏe nhé. Đấy, em sẽ test trực tiếp em sử dụng cái mũi vít bắn tôn này. Đấy, em sẽ bắn tôn cho các bác nhìn nhé. Cái này các bác sử dụng về để bắn tôn này. Đấy, thì cực kỳ ok nhé. Máy rất khỏe. Đây là cái hộp mà kẽm dày 1.8L nha các bác nhé. Này cực kỳ dày, dày 1.8L của Hòa Phát. Đấy, hàng của Hòa Phát thì các bác biết chất lượng rồi. Bây giờ em sẽ test trực tiếp cái sản phẩm này cho các bác xem. Đấy, xem cái máy này nó khỏe hay là nó yếu các bác nhìn nhá. Đây là con vít bắn tôn nhé. Đấy, đây em sẽ vặn nó về để nó ở chế độ 1 này. Đấy, và cho nó cái moment xoắn là lớn nhất này. Cực ngọt nhá. Đấy, bắn ngọt như mía lùi luôn. Một sản phẩm cực kỳ chất lượng các bác nhé. Đấy, máy là sử dụng pin 5 cell và sẽ được tặng hai cái hộp pin, hai viên pin và cái sạc adapter. Máy là máy không chổi than, cực kỳ khỏe các bác nhé. Đấy, con này các bác có thể chinh chiến được bắn máy tôn này. Đấy, các bác thợ điện tử điện lạnh, nói chung là các bác có thể dùng được hết nhé. Bởi vì máy nó là máy không chổi than, cực kỳ khỏe nhé. Đấy thì bác nào có nhu cầu về cái con này Hitachi 48V này thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0982 826 628 nhé. Hoặc là các bác kết bạn Zalo. Đấy. Một hộp phụ kiện của nó đầy đủ sẽ gồm là một thân máy này và hai pin cộng với cả sạc các bác nhé.
Đấy, đầy đủ luôn. Máy cực kỳ khỏe. Đấy. Vâng, em xin chào, cảm ơn toàn thể các bác nhá. Các bác có nhu cầu thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với em, hoặc là các bác có thể là đặt hàng tại cái phần mô tả em để ở phía dưới ấy, có cái link sản phẩm ở trên Shopee nhá. Vâng, em xin chào.